Xin chào quý vị và xin chào các bạn. Xin chào mừng các cô chú, anh chị em và các bạn đã ghé thăm kênh của Ngọc. Mình Ngọc Cuộc Sống Mỹ. Quý vị, trong cái video này, Ngọc xin chia sẻ những cái thông tin liên quan đến những cái quyền lợi của người lao động trong cái mùa dịch này dưới thời của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Những cái thông tin này sẽ liên quan đến những ai đang hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp mà quý vị ở nhà bởi vì những cái lý do gì đó. Thì ở đây người ta có những cái thông tin liên quan đến cái việc là ở nhà vẫn có thể lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp, thì Ngọc sẽ chia sẻ những cái thông tin cho quý vị nha. Rồi bây giờ ở đây người ta cũng có những cái thông tin liên quan đến những ai mà chưa nhận được cái tiền 1-2 ở đợt 1, 1-2 đợt 1 chưa nhận, thì bây giờ họ sẽ giải quyết cho mình. Rồi Tổng thống Biden cũng sẽ ký một cái sắc lệnh. Và hai cái sắc lệnh, thì trong hai cái sắc lệnh này nó liên quan đến cái tiền là ngàn hai đợt một và những cái khoản hỗ trợ để tăng tiền thực phẩm. Thì thực sự hai cái nội dung này đó quý vị được chia sẻ rất là nhiều trên những cái mặt báo của thông tấn Hoa Kỳ. Thì dự kiến là chiều ngày nay khoảng 2 giờ mấy á, là Tổng thống Biden sẽ ký những cái sắc lệnh này, và chúng ta thấy hai cái sắc lệnh này sẽ tập trung để giải quyết hai cái vấn đề chính. Đó là thứ nhất, giảm nạn đói thông qua cái chương trình SNAP và chương trình PEBT. Rồi thứ hai là sẽ tăng quyền lợi cho người lao động thông qua tiền trợ cấp thất nghiệp, cũng như là cái tiền là bệnh ở nhà cũng vẫn có lương. Rồi bây giờ nó cũng có liên quan đến cái tiền là 15 đồng trên giờ, mức lương tối thiểu liên bang. Thì bây giờ Ngọc sẽ từ từ Ngọc chia sẻ cho quý vị nha. Và Ngọc mời quý vị coi tiếp. Và nếu như quý vị thương Ngọc á, thì hãy cho Ngọc xin một cái đăng ký để Ngọc nhanh nhận nút bạc nha quý vị. Đó. Và đừng quên like và đừng do dự share những cái video này để nhiều người biết thêm về những cái chính sách mới này. Thì hai cái sắc lệnh này người ta nói là 2 giờ chiều nay sẽ ký, và cụ thể nó sẽ có những cái chi tiết liên quan như thế này quý vị. Thứ nhất á, là bên chính quyền của Tổng thống Trump, những cái sắc lệnh này họ sẽ yêu cầu Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho phép các tiểu bang phải mở rộng cái khả năng tiếp cận tiền SNAP, tức là cái tiền food stamp đó quý vị. Rồi thứ hai là bên phía USDA, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, người ta sẽ phải kiểm tra cái việc tăng 15% cái chương trình phiếu thực phẩm khẩn cho trẻ em, tức là cái chương trình PEBT dành cho những em ở độ tuổi đến trường. Mà hiện giờ thay vì bình thường là những em này lãnh được cái phiếu thực phẩm để mà có những cái bữa ăn miễn phí hoặc là giảm giá ở trường, thì bây giờ được cái số tiền đó bởi vì các em học online ở nhà. Thì cái chương trình này á là Tổng thống Trump cũng đã ký, và chương trình tăng tiền này cũng đồng Tổng Trump cũng đã ký rồi. Thì bây giờ mình vẫn Ngọc nhiều khi á, Ngọc tìm ráng tìm thông tin nhưng mà cũng không có, không biết là quý vị nhận được tiền chưa, nhưng mà cũng không có cái thông tin cụ thể, cho nên là có thể là chính quyền của ông Joe Biden sẽ bắt đầu thúc giục và yêu cầu những cái cơ quan liên quan họ phải đưa ra những cái thông tin cụ thể và giải quyết nhanh để cho tiền đến kịp tay người dân. Thì bây giờ ngoài hai cái chương trình để giảm cái nạn đói cho người dân Mỹ cũng như là những cái hộ gia đình có thu nhập thấp ở Mỹ á, thì họ có đưa ra một cái yêu cầu bộ ngân khố phải giải quyết cho những cái trường hợp mà chưa nhận được cái tiền 1.200. Quý vị biết không, cái tiền 1.200 này đợt một á, không phải một người, trăm người hay là 1.000 người chưa nhận được đâu quý vị. Họ theo cái dự đoán á, họ nói rằng là có khoảng 8 triệu người dân Mỹ chưa nhận được cái tấm chắc 1.200 đợt một. Thì nhiều khi á, quý vị nhận cả gia đình 4 người thì nhận được 2 người, thiếu 2 người chẳng hạn. Thì cái đợt 2 này Ngọc cũng nghe là thiếu, nhưng mà Ngọc cũng chưa biết. Nhưng mà ở đây người ta chỉ giải quyết cái đợt 1 mà theo cái luật ký hồi tháng 3 năm 2020 đó quý vị nha. Chứ còn cái đợt 2 thì họ không có nhắc đến trong cái sắc lệnh này. Cho nên là nếu như quý vị thích cái kênh của Ngọc, hãy đăng ký kênh và nhấn nút chuông. Ngọc sẽ cố gắng
cập nhật những cái thông tin nhanh nhất, và nếu như mà có những cái thông tin thông báo thì Ngọc sẽ chia sẻ để quý vị những ai mà chưa nhận được cái ngàn hai đợt một sẽ có cái cách mà mình vào, ví dụ như là bên bộ ngân khố họ sẽ đưa ra những cái công cụ, những cái đường link hay cái gì đó để mình có thể mình vào mình điền thông tin rồi người ta gửi tiền về cho mình chẳng hạn như vậy, thì Ngọc sẽ cập nhật cho quý vị. Một cái điều nữa, hiện giờ chúng ta đang rất là mong chờ những cái thông tin rõ ràng từ bên sở thất nghiệp. Bởi vì sao? Những cái tháng vừa qua quý vị biết không, Ngọc nhận rất là nhiều câu hỏi mà Ngọc không thể nào mà trả lời được. Và Ngọc nói là cô chú anh chị nên gọi bên sở thất nghiệp. Và quý vị biết gọi sở thất nghiệp cũng không có đơn giản. À, gọi thì có thể là người ta không bắt máy, hoặc là người ta bắt máy thì người ta nói là mình đợi thư để người ta thông báo gửi thư về, mà đợi hoài không thấy thư đâu hết, không có giải quyết hồ sơ cho mình. Thì nó rơi vào một số trường hợp là sao? Bây giờ mọi người lo sợ cái đại dịch này, hoặc là cái trường hợp là bây giờ con nhỏ vẫn học online, cho nên là ba mẹ vẫn phải ở nhà để trông con và không có đi làm được. Thì những cái trường hợp này á, họ bị cắt tiền trợ cấp thất nghiệp. Trong khi đó một số người thì họ được cho, một số người thì bị cắt, hoặc là một số người cho rồi á thì bị thư overpayment rồi bên sở thất nghiệp đòi lại. Cho nên là bây giờ bên phía chính quyền của Tổng thống Biden yêu cầu Bộ Lao động DOL đưa ra các cái nguyên tắc làm sao cho nó rõ ràng, quý vị ha, rõ ràng rành mạch rằng là người lao động có quyền từ chối các công việc nó ảnh hưởng nó ảnh hưởng đến sức khỏe, nó liên quan đến cái tình hình đại dịch này, có quyền từ chối nhưng mà vẫn lãnh được tiền trợ cấp thất nghiệp. Thì bây giờ Ngọc sẽ cố gắng tìm hiểu cho quý vị nha quý vị. Ngọc sẽ cố gắng để truyền gọi là chia sẻ, đem đến những cái thông tin cập nhật mới nhất. Hiện giờ là cái này là dự kiến là sẽ ký vào chiều ngày hôm nay thôi, có thể là lúc mà Ngọc tải cái video này lên á thì ổng sẽ ký đó quý vị. Thì bây giờ tiếp theo nó liên quan đến cái số tiền là 15 đô một giờ. Cái tiền này là cái mức lương tối thiểu liên bang nha quý vị. Thì liên quan đến vấn đề này á, thì thực sự cái vấn đề này nó có bao gồm trong cái gói cứu trợ 1.900 tỷ rồi. Nhưng mà ông cũng muốn là bên chính quyền của ông Joe Biden là chuẩn bị một cái sắc lệnh. Cái này là người ta nói chuẩn bị thôi quý vị ơi. Chuẩn bị một cái sắc lệnh để Tổng thống có thể ký và yêu cầu những cái federal contractors là những cái nhà thầu liên bang đó vậy, họ phải đưa ra một cái mức lương tối thiểu là 15 đô một giờ, và họ phải có một cái chương trình là trả lương cho những cái người nghỉ bệnh ở nhà. Ví dụ như là mình nghỉ bệnh ở nhà, nghỉ phép, mình đau mình nghỉ phép thì mình vẫn có lương bình thường chứ không, mình không có bị cắt lương. Đây là cái chương trình người ta gọi là nghỉ phép có lương khẩn. Ngọc tạm dịch ra là vậy quý vị ha. Và bây giờ một cái điều nữa là bên chính quyền của ông Joe Biden là bây giờ muốn yêu cầu các cơ quan liên bang sẽ xem xét lại và phải xem xét lại nhân viên nào lãnh dưới 15 đô trên giờ để họ có thể tiếp cận và họ đưa ra những cái con số thống kê, rồi họ sẽ có thể là cái sắc lệnh này sẽ được ký sớm thôi. Nhưng mà Ngọc không biết là cái sắc lệnh này với lại cái gói cứu trợ 1.900 nó có liên quan gì nhau. Nếu như mà ký sắc lệnh thì cái nội dung này sẽ được gỡ bỏ trong cái gói cứu trợ, trong cái dự luật 1.900 tỷ thì thật sự là Ngọc sẽ cập nhật. Vì hiện giờ Ngọc không có biết chính xác như vậy, Ngọc sẽ cập nhật cho quý vị. Đây thật sự là hiện giờ chỉ là những cái tin tức thôi. Nếu như mà quý vị đang có những cái thắc mắc liên quan đến cái chương trình hỗ trợ tiền nhà và cái student loan thì Tổng thống Biden đã ký những cái sắc lệnh. Đối với eviction moratorium thì cái gói cứu trợ 900 tỷ cho gia hạn đến cuối tháng 1 thì Tổng thống Biden đã ký một cái sắc lệnh cho gia hạn đến tháng 3 luôn. Tháng 3 năm 2021. Tại vì bây giờ người ta nói là theo thống kê cứ 5 người như vậy là có một người không đủ sức để trả tiền nhà quý vị. Không đơn giản, tại vì cái mùa dịch này nó kéo dài lâu quá, nhiều business phải đóng cửa và đi làm lại thì cũng không có tiền để đủ trang trải. Thì bây giờ
Ngoài những cái chuyện đó thì Tổng thống Biden cũng ký một cái student loan, một cái sắc lệnh liên quan đến student loan là hoãn việc trả tiền lãi và hoãn cái việc trả tiền gốc đến tháng 9 năm 2021. Quý vị nhớ cái này là hoãn chứ không phải là xóa nợ nha, hoãn thôi. Tại vì nếu như mình không có tiền thì mình hoãn, còn nếu như mình có tiền thì mình vẫn đóng bình thường để mình giảm cái số nợ xuống nha quý vị. Thì đó là những cái thông tin mà Ngọc muốn gửi đến cho quý vị trong cái video này. Nếu như quý vị thích những cái yêu thương những cái thông tin thích những cái thông tin Ngọc chia sẻ và yêu thương kênh của Ngọc thì hãy cho Ngọc một cái like, share và đăng ký kênh nha quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video sắp tới. Bye bye nào.